Ta thì nghe. Sông Hồng, à sông Hương. Rồi quay là cái làng ở phía bên kia. Lên đồi bên đạt hảo hảo ngay nơi đi là còn hơn tập thể dục 10 ngày nữa. Hả? Ok, chúng ta néo mình thấy cái miếng ra. Ở đây. Mua ra biết thế. Mua stop. Mua ra thì nét.